À, Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện ăn tải nghe về rạch Cô Thúy xin chào tất cả các con Cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay Ở buổi học hôm trước các con đã được ôn tập về một số dạng bài toán đã học rồi đúng không nhỉ? Đến buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng vận dụng À, một số dạng bài toán đã học để làm bài tập của bài luyện tập trang 171. Các con đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập để sẵn sàng trong buổi học ngày hôm nay chưa nhỉ? Chúng mình bắt đầu nhé! Bài tập đầu tiên các con cùng đọc đề bài với cô nhé! Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác A, B, E, D lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6 cm vuông. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD. Biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là 2/3. Các con cùng đọc nhẩm lại đề bài và đối chiếu vào hình vẽ nào trên hình bên diện tích của hình tứ giác ABED diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác B, BEC là 13,6 cm vuông. Đề bài yêu cầu các con tính diện tích của hình tứ giác ABCD. Biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là 2/3. Đấy, vậy thì nhìn vào hình vẽ, các con sẽ nhìn thấy diện tích của hình tứ giác ABCD sẽ bằng diện tích của hình tứ giác ABED cộng với diện tích của hình tam giác B, E, C. Đấy. Vậy thì để tính được diện tích của hình tứ giác ABCD Chúng mình sẽ phải tính được diện tích của hình tam giác BEC đấy Sau đấy cộng với diện tích của hình tứ giác ABED đúng không nào? Vậy thì làm thế nào để tìm được diện tích của hình tam giác BEC? và làm thế nào để tìm được diện tích của hình tứ giác ABED thì chúng mình sẽ cùng chú ý lên trên màn hình nhé. À bởi vì đề bài cho con là diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6 cm này và tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là 2 phần 3. Nên để tìm được diện tích của hình tam giác BEC và diện tích của hình tứ giác ABED, chúng mình sẽ áp dụng ở dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Đấy, cô sẽ có tóm tắt bằng sơ đồ Diện tích của hình tam giác BEC là hai phần Và diện tích của hình tứ giác ABED là 3 phần Và diện tích của hình tứ giác ABED sẽ lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6 cm Đấy vậy thì để tìm được diện tích của uh, hình tam giác BEC thì chúng mình sẽ tìm hiệu số phần bằng nhau đúng không nào? Uh, hiệu số phần bằng nhau ở đây là một phần đấy và để tìm được diện tích của hình tam giác BEC chúng mình sẽ lấy uh, một phần nhân với hai và diện tích của hình uh, tứ giác ABED thì chúng mình sẽ lấy diện tích của hình tam giác cộng với hiệu là 13,6. Đấy, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình để xem cô chữa bài tập nhé. Cô có lời giải đầu tiên Hiệu số phần bằng nhau là à, Bởi vì tỷ số diện tích của hình tam giác B, E, C và diện tích hình tứ giác A, B, E, D là 2 phần 3 nên hiệu số phần bằng nhau là à, Cô sẽ lấy 3 trừ đi 2 bằng 1 bằng phần Tiếp theo, diện tích của hình tam giác BEC là à, Cô sẽ lấy hiệu, chia cho hiệu số phần Rồi nhân với số phần diện tích của hình tam giác BEC Đấy, 13,6 chia cho 1 Rồi nhân với 2 bằng 27,2 cm vuông Lời giải tiếp theo, diện tích hình tứ giác ABED là Đấy, diện tích của hình tứ giác ABED là Bởi vì chúng mình đã tìm được diện tích của hình tam giác BEC là Là 27,2 rồi đúng không nào? Và à, diện tích của hình tứ giác ABED là lại lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6 nên chúng mình sẽ lấy 27,2 cộng với 13,6 bằng 40,8 cm vuông. Đấy, và cuối cùng diện tích của hình tứ giác ABCD là à, bởi vì diện tích của hình tứ giác ABCD bằng À, bằng tổng của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED nên cô sẽ lấy 27,2 cộng với 40,8 bằng bằng 68 cm2. Cô có đáp số diện tích của hình tứ giác ABCD là 68cm vuông. Tiếp theo là bài tập thứ hai, các con cùng đọc đề bài với cô nhé. Lớp 5A có 35 học sinh, số học sinh nam bằng 3 phần tư số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em? Các con cùng đọc nhầm lại đề bài một lần nữa nhé. Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3 phần 4 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em? Ở đây đề bài cho các con, lớp 5A có tổng là 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3 phần 4 số học sinh nữ. Và đề bài yêu cầu các con là uh, tìm xem số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em? Đấy. Vậy thì để trả lời được câu hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em thì chúng mình sẽ phải tìm được số học sinh nữ là bao nhiêu và số học sinh nam là bao nhiêu đúng không nhỉ? Mà ở đây đề bài cho con là tổng cả lớp có 35 học sinh số học sinh nam bằng 3 phần tư số học sinh nữ Vậy thì để tìm được số học sinh nam và số học sinh nữ thì chúng mình sẽ áp dụng dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số. Ở đây cô sẽ có sơ đồ số học sinh nam và số học sinh nữ. Đấy, số học sinh nam bằng 3 phần 4 số học sinh nữ. Nghĩa là số học sinh nam 3 phần, số học sinh nữ là 4 phần. Và tổng ở đây là có 35 học sinh. Đấy, vậy thì à, dựa vào dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số thì chúng mình sẽ tìm được số học sinh nam là bao nhiêu và số học sinh nữ là bao nhiêu đúng không nào? Sau đấy chúng mình sẽ lấy số học sinh nữ trừ đi số học sinh nam thì sẽ tìm được số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em? Đấy. Bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình để xem cô chữa bài tập này nhé. Cô có lời giải đầu tiên là tổng số phần bằng nhau là đấy dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số thì chúng mình sẽ tìm tổng số phần bằng nhau là lấy số phần của số học sinh nữ cộng với số phần của số học sinh nam bằng 7 phần. Đấy, lời giải tiếp theo là số học sinh nam là à, số học sinh nam là thì chúng mình sẽ lấy tổng chia cho tổng số phần rồi nhân với số phần của học sinh nam là 3 phần. Cô được 15 em. Lời giải tiếp theo số học sinh nữ là cô sẽ lấy tổng số học sinh cả lớp trừ đi số học sinh nam. 35 trừ đi 15 bằng bằng 20 em. Vậy số học sinh nữ là 20 em. À số học sinh nam là 15 em. Vậy thì học sinh nữ hơn học sinh nam số em là cô sẽ lấy 20 trừ đi 15 bằng bằng 5 em. Ờ, đáp số số học sinh nữ hơn số học sinh nam là 5 em bài tập tiếp theo là bài tập thứ ba các con cùng đọc đề bài với cô nhé một ô tô cứ đi được 100 km thì tiêu thụ 12 lít xăng ô tô đó đã đi được quãng đường 75 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng các con cùng đọc nhẩm lại đề bài một lần nữa nào. Một ô tô cứ đi được 100 km thì tiêu thụ 12 lít xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 75 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng? Cô và con sẽ cùng tóm tắt bài toán nhé. À, một ô tô đi được 100 km thì hết 12 lít xăng. Và hỏi là ô tô đi 75 km thì hết bao nhiêu lít xăng ở đây chính là dạng toán rút về đơn vị đúng không nào đấy, vậy thì uh, trước tiên chúng mình sẽ tìm là uh, số lít xăng tiêu thụ khi đi 1 km đấy, nghĩa là nếu đi 1 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng bằng cách lấy uh, 12 chia cho 100 đúng không nào đấy sau đấy chúng mình sẽ tính xem là đi 75 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng bằng cách lấy số lít xăng tiêu thụ được khi đi 1 km nhân với 75. Đấy, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À cô có bài giải. Lời giải thứ nhất là ô tô đi 1 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là cô sẽ lấy 12 chia cho 100 bằng 0,12 lít. Đấy, vậy là ô tô đi 1 km thì tiêu thụ hết 0,12 lít. Lời giải tiếp theo ở ô tô đi 75 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là Cô sẽ lấy 0,12 nhân với 75 km bằng bằng 9 lít. À, vậy đáp số ô tô đi 75 km thì tiêu thụ hết 9 lít xăng. Và cuối cùng là bài tập thứ tư, các con cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Hình bên là biểu đồ cho biết tỷ lệ xếp loại học lực của học sinh khối lớp 5 trường tiểu học thắng lợi. Tính số học sinh mỗi loại. Biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh. Các con chú ý vào à, biểu đồ nào. Biểu đồ cho biết tỷ lệ học lực của học sinh khối lớp 5 trường tiểu học thắng lợi. Số tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh. Đấy, ở đây các con sẽ chú ý vào biểu đồ à, số học sinh giỏi là 25% số học sinh trung bình là 15% và chưa biết số học sinh khá là bao nhiêu à, nhưng biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh đấy đề bài yêu cầu các con là tính số học sinh mỗi loại vậy thì để tính được số học sinh mỗi loại thì bước thứ nhất, chúng mình sẽ tìm số phần trăm học sinh khá đúng không nào? Đấy, chúng mình sẽ tìm số phần trăm học sinh khá bằng cách lấy 100%, trừ đi 25%, trừ đi 15% thì sẽ tìm được số phần trăm của học sinh khá. Tiếp theo, chúng mình sẽ tìm số học sinh toàn trường bằng cách lấy số học sinh khá nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm học sinh khá. Đấy, đây chính là dạng toán tỉ số phần trăm thứ ba đúng không nào? À, sau khi tìm được tổng số học sinh toàn trường rồi thì chúng mình sẽ tìm số học sinh giỏi bằng cách lấy À, số học sinh toàn trường chia trong 100 rồi nhân với 25 Thì sẽ tìm được số học sinh giỏi đúng không nào? À, và cuối cùng tìm số học sinh trung bình bằng cách Lấy số học sinh của toàn trường trừ đi số học sinh giỏi Trừ đi số học sinh khá Thì sẽ tìm được số học sinh trung bình Đấy, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình để kiểm tra xem là mình đã làm đúng bài tập này chưa nhé. Cô có lời giải đầu tiên. Phần trăm số học sinh khá là cô sẽ lấy 100% trừ đi 25% trừ đi 15% sẽ bằng 60%. Đấy. Vậy là số học sinh khá chiếm 60% số học sinh toàn trường. Mà 60% này tương ứng với 120 em đúng không nào? Cô sẽ có lời giải. Tổng số học sinh khối lớp 5 trường tiểu học thắng lợi là Đây chính là dạng tỉ số phần trăm thứ ba Cô sẽ lấy 120 nhân với 100 rồi chia cho 60 bằng bằng 200 học sinh. Tiếp theo cô sẽ tìm số học sinh giỏi là à bởi vì số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh toàn trường. Ở đây là dạng toán tỉ số phần trăm thứ hai. Cô sẽ lấy 200 chia cho 100 rồi nhân với 25 bằng 50 học sinh. Và cuối cùng Số học sinh trung bình là cô sẽ lấy tổng số học sinh là 200 trừ đi 120 của học sinh khá trừ đi 50 học sinh giỏi bằng 30 học sinh trung bình. Đấy, vậy cô có đáp số. Số học sinh giỏi là 50 học sinh, học sinh khá là 120 học sinh và học sinh trung bình là 30 học sinh. Vậy là cô và các con đã hoàn thành cả 4 bài tập của bài luyện tập trang 171 rồi đúng không nào? Cô hy vọng video này sẽ giúp ích cho các con trong việc học và làm bài tập môn toán. Cô cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Bye bye. Quá học rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách